Và bản tin thế giới thứ hai, kính thưa quý vị, đó là nhà chức trách cho biết một con tàu bị tấn công và đang bị tràn nước ở Biển Đỏ ngoài khơi Yemen. Một con tàu bị tấn công hôm thứ Ba ở Biển Đỏ ngoài khơi Yemen. Con tàu đã bị tràn nước vào khoang chứa hàng sau khi bị tấn công. Không có nhóm nào ngay lập tức nhận trách nhiệm, nhưng sự nghi ngờ ngay lập tức đổ dồn vào phiến quân Houthi của Yemen. Những người đã tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào các tàu bè trong cuộc chiến của Israel với Hamas ở dải Gaza. Lực lượng Houthi đã phát động các cuộc tấn công nhằm vào các tàu bè ở Biển Đỏ và Vịnh Aden trong những tháng gần đây, yêu cầu Israel chấm dứt chiến tranh ở Gaza, khiến hơn 36.000 người Palestine thiệt mạng. Theo Cục Hàng hải Hoa Kỳ, lực lượng Houthi đã tiến hành hơn 50 cuộc tấn công vào các tàu bè, bắt giữ một chiếc tàu và đánh chìm một chiếc tàu khác kể từ tháng 11. Và một bản tin thế giới khác, kính thưa quý vị, đó là nhiệt độ ở Pakistan vượt quá 52 độ C, tức là hơn 125 độ F. Kính thưa quý vị, nhiệt độ đã tăng trên 52 độ C, tức 125,6 độ F ở phía nam Pakistan, là mức cao nhất trong mùa hè và gần với mức cao kỷ lục của đất nước này. Các nhà khoa học quốc tế cho biết nhiệt độ khắc nghiệt trên khắp châu Á trong tháng qua đã trở nên tồi tệ hơn, đó là do biến đổi khí hậu bởi con người gây ra. Người dân địa phương đã thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và thích ở trong nhà hoặc ở gần nơi có nước. Pakistan là quốc gia dễ bị tổn thương thứ năm trên thế giới trước tác động của biến đổi khí hậu. Và chúng ta bắt đầu với bài bình luận thứ hai vào cuối chương trình hôm nay, kính thưa quý vị. Với nhan đề tội ác chiến tranh của Israel ở Rafah là không thể tha thứ. Kính thưa quý vị, trong một hành động vi phạm trắng trợn các chuẩn mực quốc tế và luật nhân đạo, Israel tiếp tục hành động hoàn toàn không bị trừng phạt ở Gaza. Được sự đồng lõa của phương Tây và được khuyến khích bởi sự hỗ trợ ngoại giao và quân sự vô điều kiện của Hoa Kỳ. Đêm Chủ nhật, lực lượng Israel đã tấn công một khu lều trại chứa những người Palestine chạy nạn chiến tranh trong khu vực an toàn được chỉ định ở phía bắc Rafah, đã làm chết ít nhất 45 người Palestine, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, và làm bị thương hàng trăm người khác. Đây là một trong những vụ tấn công tàn bạo nhất nhằm vào dân thường Palestine trong thời gian gần đây. Truyền thông cho biết là Israel đã tấn công khu lều trại này bằng 7 quả bom khổng lồ của Mỹ và mỗi quả nặng 2.000 pound. Theo các nhân chứng, vụ đánh bom dữ dội nhằm vào khu vực Tan al-Sultan của Rafah là một cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào những người tị nạn Palestine đang trú ẩn trong lều. Các lều tị nạn bị bắn phá được đánh dấu là khối 2371 đã được chính Israel chỉ định là khu vực an toàn cho dân thường. Kính thưa quý vị, những thước phim, những hình ảnh được lưu hành rộng rãi trên Internet cho thấy một đêm kinh hoàng không thể tả xiết. Những thi thể của người lớn và trẻ em bị cháy thành than, thân thể bị xé nát bởi bom Mỹ. Những người cha mẹ ôm chặt xác của những đứa con bị chết cháy, la hét kinh hoàng. Lực lượng cứu nạn kéo những thi hài cháy đen của những người dân ra khỏi lều đang cháy. Những nạn nhân bị thương được chuyển đến bệnh viện với những vết thương khủng khiếp. Vụ thảm sát lều trại ở Rafah chính là một tội ác chiến tranh kinh hoàng do Israel thực hiện với mức độ dã man chưa từng có. Và người Palestine gọi nó là lều trại Holocaust. Một bác sĩ kinh hoàng chứng kiến vụ tàn sát nói rằng: trong suốt những năm làm công tác nhân đạo, tôi chưa bao giờ chứng kiến điều gì dã man, tàn bạo và vô nhân đạo đến như thế. Những hình ảnh này sẽ ám ảnh tôi mãi mãi suốt đời. Chúng sẽ làm vấy bẩn lương tâm chúng ta mãi mãi, nhất là những người trực tiếp hoặc gián tiếp tạo cơ hội cho Israel thực hiện những vụ thảm sát tàn ác này. Vụ thảm sát lều trại ở Rafah
xảy ra chỉ vài ngày sau khi Tòa án Công lý Quốc tế, viết tắt là ICJ, ra lệnh cho Israel hãy ngừng ngay lập tức cuộc tấn công quân sự ở Rafah. Và ngay sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế ICC cho biết họ đang xin lệnh bắt giữ các nhà lãnh đạo Israel. Để trả đũa, giả mang và xem thường phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế, Israel đã bắn phá Rafah với cường độ lớn và sự tàn bạo chưa từng có. Các nhà quan sát ước tính rằng Israel đã ném bom thị trấn tị nạn hơn 100 lần kể từ khi có phán quyết. Đây rõ ràng là một hành vi vi phạm công lý quốc tế, xem thường luật pháp quốc tế và là một cái tát vào mặt tòa án quốc tế. Jeremy Corbyn, cựu lãnh đạo đảng lao động Vương quốc Anh, đã mô tả vụ đánh bom liều trại Rafah của Israel là một thất bại khủng khiếp của nhân loại. Vụ thảm sát đã gây ra làn sóng phản đối toàn cầu. Các nhóm nhân quyền quốc tế tranh nhau tìm từ ngữ nào khủng khiếp nhất để mô tả nỗi kinh hoàng đang diễn ra ở Rafah. Cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc mô tả những hình ảnh từ Rafah là địa ngục trần gian. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho biết họ kinh hoàng trước vụ tấn công. Điều này một lần nữa cho thấy không nơi nào là an toàn ở Gaza. Nhóm nhân đạo Action Aid cho biết họ phẫn nộ và đau lòng trước cuộc tấn công vô nhân đạo man rợ vào trại Rafah. Nhân loại và cộng đồng toàn cầu cho đến nay đã thất bại trong việc bảo vệ người dân Gaza. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về quyền nhà ở đã viết rằng tấn công phụ nữ và trẻ em khi họ đang thu mình trong những nơi trú ẩn ở Rafah là một hành động tàn bạo khủng khiếp. Chúng ta cần hành động phối hợp toàn cầu để ngăn chặn hành động của Israel ngay bây giờ. Joseph Borrell, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, cho biết ông kinh hoàng trước tin tức từ Rafah về các cuộc tấn công của Israel đã giết chết hàng chục người đang trú ẩn trong lều trại. Trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông phẫn nộ trước các cuộc tấn công của Israel đã khiến nhiều người phải bỏ mạng oan uổng. Tuy nhiên, thưa quý vị, vẫn chưa rõ những sự kinh hoàng và những sự phẫn nộ đó nó có dẫn đến các biện pháp trừng phạt của châu Âu đối với Israel hay không. Và lời kết cho bài bình luận này: thưa quý vị, dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez, nằm trong số những người kêu gọi Tổng thống Joe Biden ngay lập tức đình chỉ tất cả viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Israel khi bà gọi vụ đánh bom đêm Chủ nhật nhằm vào khu lều trại dành cho người chạy nạn ở Rafah là một hành động tàn bạo không thể bào chữa được. Khi các nhà lãnh đạo châu Âu được cho là đang xem xét các biện pháp trừng phạt đối với Israel sau vụ tấn công, thì John Kirby, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, hôm thứ Hai một lần nữa lại bảo vệ một tội ác chiến tranh rõ ràng của Israel khi mà ông ta nói rằng Israel có quyền truy lùng Hamas. Tôi muốn hỏi ông John Kirby chỉ một câu thôi: thả bom, 7 trái bom, mỗi trái bom nặng 2.000 pounds lên những lều trại đang là nơi trú ẩn của những phụ nữ và trẻ em, đó là hành động truy lùng Hamas hay sao? Đây đúng là cách biện minh trơ trẽn nhất của những người đại diện chính quyền Mỹ, thưa quý vị. Và những quả bom nặng 2.000 pound vẫn đang được chuyển đều đặn đến Israel. Rõ ràng là người Mỹ đang nói láo một cách đáng xấu hổ. Dân biểu Pramila Jayapal, chủ tịch nhóm cấp tiến của Quốc hội, mô tả vụ tấn công là kinh hoàng. Những giai cấp chính trị phương Tây vẫn im lặng. Họ chỉ đưa ra những lời tuyên bố vô vị về nhân quyền và luật pháp quốc tế, trong khi từ chối kiềm chế sự man rợ vô độ của Israel, chứ chưa nói đến việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quốc gia diệt chủng đang trả thù một cách trắng trợn phán quyết của ICJ và ICC bằng cách tàn sát nhiều người Palestine hơn. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chúc quý vị thính giả được luôn an lành.
hạnh phúc và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.